Hello anh em, xin chào tất cả các anh em lại đến với kênh Trà Đá Trứng và mình là Tú Anh. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với mọi người đi qua về câu chuyện vận động của thị trường cũng như là cập nhật về một số cái góc nhìn về các mã cổ phiếu. Liệu là thị trường này nó đã kết thúc nhịp tăng hay chưa? Hay là với cái câu chuyện rung lắc, thanh khoản sụt giảm như ngày hôm nay, nó đang thể hiện cái điều gì của thị trường? Nó đang thể hiện rằng thị trường giai đoạn này nó có dễ ăn hay không? Thì bây giờ em Tú Anh sẽ cùng với mọi người đi vào chi tiết cái nội dung video ngày hôm nay để có được một cái góc nhìn nó tường tận hơn về câu chuyện vận động của thị trường. Thì như chúng ta đã biết, index ngày hôm nay giảm 1,82 điểm, kết thúc cái đà tăng 6 phiên liên tục trước đấy. Ngày hôm nay thị trường đang đóng cửa tại 1248.64 điểm và liên tục rung lắc trong phiên, có khi đi về cái mức thấp nhất đó là mức 1243, và khi mà hưng phấn lên cao nhất đẩy thị trường đi lên vùng 1256.8. Thanh khoản thì có dấu hiệu sụt giảm hơn so với phiên ngày hôm qua một tí. Độ động thị trường thể hiện qua 201 mã tăng, 241 mã giảm và 67 mã ở mức giá tham chiếu. Tác động tới index ngày hôm nay thì chúng ta đều thấy đó là con BCM kéo cực gắt, kéo cực hay, đang ngồi phụ trong phiên chiều, kéo cái ót phát đi lên tăng 5-6%. HVN cũng tăng, CTG cũng tăng rất là tích cực, ảnh hưởng rất tích cực đến chỉ số index ngày hôm nay. Bên cạnh đó, về cái chiều ngược lại, cái chiều tiêu cực có con GAS, con VCB và con VNM là top 3 máy hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số. Khối ngoại ngày hôm nay tiếp tục là một cái phiên bán ròng hơn 1.700 tỷ. Bán mạnh nhất đó là bán con VHM và mua mạnh nhất đó là mua con HVN và con MWG. Thanh khoản thị trường thì như đã bàn tới lúc nãy, đó là thanh khoản thị trường có dấu hiệu sụt giảm. Vậy thì cái thanh khoản sụt giảm như thế này, nó đang thể hiện rằng thị trường này nó có thật sự là nó sẽ còn tiếp tục đà tăng hay không? Vậy cái đà tăng đó của nó là đà tăng thật, đà tăng thể hiện uptrend hay là chỉ là đà tăng trong cái giai đoạn là hồi phục để chuẩn bị xuất hiện trong một cái nhịp rũ tiếp theo của thị trường? Thì quan điểm vẫn rất là rõ ràng, thị trường vẫn sẽ còn tiếp tục là khả năng nó sẽ sideways up đi lên. Xóa ra cho mọi người, thị trường nó sẽ còn tiếp tục là sideways up đi lên. Thế nên á, giai đoạn này nếu mà anh chị có hàng thì anh chị vẫn tiếp tục cầm hàng được với những cái cổ phiếu mà chúng ta đã có lãi đâu đó khoảng 15 đến 20%. Giai đoạn này thì lãi đâu đó từ 10 đến 15% thôi, chứ 10 đến 20% thì nó cũng hơi cao. Với những cái cổ phiếu mà đang lãi từ 10 đến 15%, có thể cân nhắc chốt lời một phần hàng rồi còn một phần hàng để lại để quan sát thêm những yếu tố vận động của thị trường. Vì khi mà thị trường sideways như thế này này, sideways như thế này, thị trường nó sẽ thể hiện những cái trạng thái rung lắc cực kỳ là mệt mỏi. Như ngày hôm nay thì anh chị sẽ thấy là cái trạng thái tâm lý của nhà đầu tư trong phiên hưng phấn thì muốn đua lệnh, giảm xuống dưới, rung lắc, rũ bỏ phía dưới, áp lực giảm điểm thì lại bắt đầu là thị trường này sập rồi, thị trường này không ngon, thị trường đánh sao mà khó chịu quá. Đó, thì riêng một cái trạng thái là liên tục lên xuống thất thường trong ngày như này thì những cái phiên tới khi mà thị trường sideways nó sẽ tiếp tục với những cái trạng thái tâm lý là như vậy, cực kỳ là mệt mỏi. Vậy nên đó, với những anh chị mà đang cầm hàng thì lãi đủ rồi thì có thể chốt bớt một phần ra, còn lại một phần để xem cái yếu tố vận động của thị trường như thế nào. Bên cạnh đó, cái tiền mà chúng ta chốt lãi ra chúng ta có thể cân nhắc để chờ tham gia vào một số những cái cổ phiếu khác, một số các cổ phiếu mới để chúng ta ăn trong câu chuyện là đánh ngắn của thị trường trong giai đoạn này. Vậy thì với câu chuyện thị trường hiện tại, nó sẽ sideways, úp đi lên, kéo có thể là lên lên quanh quanh cái vùng 1280 đến 1300 ở phía trên đây. Sau đó nó sẽ có một cái nhịp rũ phía dưới, và cái nhịp rũ này nó sẽ là cái nhịp để nó kết thúc cái quá trình giảm điểm của thị trường, và nó sẽ bắt đầu một cái chu kỳ mới, cái chu kỳ tăng giá tăng của thị trường. Vậy nên á, cái phiên rũ này á, nó bắt buộc phải xảy ra nha, nó cần phải xảy ra chứ không phải là bắt buộc. Sao chúng ta bắt buộc thị trường thì nó cần phải xảy ra, nó xảy ra để cho cái xung lực tăng phía sau nó được tốt hơn, nó được khỏe hơn, cho chúng ta đỡ mệt mỏi hơn. Chứ bây giờ nó cứ bò 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 bò, nó cứ rung lắc liên tục như thế này chỉ cho anh em nhà đầu tư mệt mỏi thôi nhá. Với câu chuyện thị trường thì khả năng nó sẽ sideways bùng đi lên, sau đó chỉnh thêm một phát nữa rồi mới bắt đầu là kéo đi lên, và nó sẽ tạo sao cho là cái đáy sau của nó sẽ cao hơn cái đáy trước. Thì đây sẽ là một cái mẫu hình chuẩn của thị trường trong thời gian tới. Rồi, bây giờ đi vào cái yếu tố vận động của thị trường. Khi mà chúng ta thấy cái sự phân hóa rõ rệt của các ngành nghề trong ngày hôm nay, ngành hàng không này, ngành vận tải này là những cái ngành có những cái biểu hiện xuất sắc nhất nha. Vậy thì á, hiện tại chúng ta có thể mua mới cổ phiếu của những ngành hàng không không? HVN này, con chim sắt này, mua được không? Rõ ràng nhìn là thấy không thể nào mua được rồi. Vì sao? Đầu tiên xét về câu chuyện RSI thì chúng ta thấy RSI của nó đang trên cái vùng quá mua ở trên đây. Đó, RSI của nó đây đang trên vùng quá mua. Thì khi mà RSI trên vùng quá mua nó đang thể hiện cho trạng thái là nó chuẩn bị có nhịp rũ trong ngắn hạn rồi. Thì rũ này
không biết là sẽ rủ ít hay rủ nhiều, tuy nhiên là nó sẽ xuất hiện nhịp rũ. Vậy mà khi mà chúng ta đã xác định là nó sẽ xuất hiện cái nhịp rũ đấy, thì có đáng để mà chúng ta có thể đánh cược vào cái tỷ lệ rủi ro của mình hay không? Có hàng thì chúng ta cầm tiếp thôi. Cái nhịp rũ này của nó sẽ không rũ sâu đâu và nó sẽ còn tiếp tục bật tăng. Vậy thì với những anh chị chưa có hàng thì anh chị phải kiên nhẫn với thị trường, kiên nhẫn với những cái yếu tố vận động của các mã cổ phiếu, để khi mà nó xuất hiện cái nhịp rũ phía dưới, nó xuất hiện một cái nhịp rũ này, cái nhịp rũ để đưa RSI của nó về vùng cân bằng, thì lúc đó chúng ta có thể nhảy vào chúng ta mua. Rõ ràng nhất trên giai đoạn này này. Đấy, nó rũ ngắn đây này. Cũng RSI lên quá cao, nó rũ có một cây, giảm đâu đó 5,65%, rũ thêm 2-3 cây nữa, bắt đầu là kéo cái OT đi lên tiếp, thì khả năng con HVN, cái mẫu hình của nó, cái cách vận động của nó sẽ giống cái giai đoạn trước đây, nó đang vận động. Đó, và cổ phiếu này cầm hàng có thể tiếp tục cầm. Con này nếu mà với cái cách đi hiện tại của nó thì khả năng nó sẽ đi lên được quanh quanh cái vùng 23, 24 ở phía trên đây, cực kỳ là cao. HVN xong, con VTP. Hay không? VTP ngày hôm nay lại chả không hay, tăng 3,25%. Thanh khoản thị trường có dấu hiệu là thanh khoản đi vô. Tuy nhiên hiện tại để mà nói, cổ phiếu này nó đang chạm ngay cái vùng hỗ trợ gần nhất của nó. Chiều mua của nó sẽ là khi nào? Chiều mua của nó sẽ là khi mà nó xác nhận là break được cái vùng hỗ trợ đi lên. Lúc đó anh chị muốn mua, anh chị có thể nhảy vào mua. Còn với cái mức giá hiện tại nó đang ở cái vùng dưới cản, mua nó sẽ chưa cho chúng ta cái sự chắc chắn được, chưa cho chúng ta được cái sự đảm bảo an toàn về cái mức tăng giá của cổ phiếu. Về hai kịch bản thì em vẫn đang nghĩ về kịch bản thứ nhất cao hơn. Kịch bản thứ nhất là nó sẽ sideways này, là nó kéo cái OT phát đi lên luôn. Thì khi mà con này đi lên trong ngắn hạn, con này nó có thể đi lên được quanh quanh cái vùng trên 94 đến 95 ở phía trên đây. Đó là kịch bản thứ nhất. Kịch bản thứ hai đó là nó sideways, sau đó là rũ nhẹ phát, sau đó nó mới tiếp tục là kéo cái OT nó giật đầu đi lên phía trên. Thì cái kịch bản thứ hai này có thể xảy ra chứ không thể chứ không phải là không thể. Tuy nhiên kịch bản này thì xác suất của nó xảy ra không được cao cho lắm. Thì ưu tiên cái xác suất thứ nhất thì cứ canh để mua đi, cứ xác nhận break được cái vùng giá là cái mức giá là 84,5 thì thoải mái nhảy vào lấy vị thế. Đấy là con VTB. Vì xét về câu chuyện dòng tiền thì hôm nay chúng ta thấy là có dòng tiền tham gia vô cổ phiếu này. Cổ phiếu này ngày hôm nay tiền tham gia vô nó lớn hơn trung bình 20 phiên. Giá thì trên MA 20 rồi. Đường biên Mollinger Band thì có dấu hiệu mở dần đi lên phía trên. Biên Mollinger Band mở dần đi lên phía trên thể hiện cho một cái đà tăng của cổ phiếu. Và xét về câu chuyện xu hướng trong ngắn hạn thì cổ phiếu này vẫn đang là một cái cổ phiếu đang trong một cái xu hướng tăng. Rất ok. Và đấy, xu hướng giảm của nó thì nó cũng đã xác nhận là bò quanh cái xu hướng giảm này, thì phải có tạo một cái xung lực để nó có thể vượt được cái xu hướng giảm này nó đi lên. Thì lúc đó cái cổ phiếu này nó phải gọi là nó phi mã luôn nha. Đó là về VTB. Sau VTB thì con BVT cũng khá là ok trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên phiên BVT ngày hôm nay á, có nên mua hay không thì khả năng là không. Không, vì nó đang RSI trên cao. Tiếp đến là ngày hôm nay tăng 3,02%, trong phiên có kéo đi lên mức giá cao nhất là mức giá 29,25. Tuy nhiên xét thêm về một câu chuyện nữa, đó là giá của nó đang thể hiện cái sắc thái hưng phấn của nhà đầu tư hơi quá khi mà mở gap trong phiên ngày hôm nay. Vậy thì với một cổ phiếu mở gap RSI đang ở trên cao này, mua hiện tại cực kỳ là rủi ro. Vậy nên là chờ, chúng ta sẽ chờ với hai kịch bản. Một là nó quay xuống, nó lắp ráp, nó bùng nổ đi lên, bùng nổ đi lên. Hai là nó sẽ quay xuống, nó test cái vùng đỉnh này. Thì ở cái vùng nào thì chúng ta cũng sẽ có những cái vùng giá chúng ta tối ưu để chúng ta mua cả, chứ không việc gì mà chúng ta phải đua lệnh ở trên cái vùng giá trên cao này hết nhá. Đó là về câu chuyện con VTB. Sau con VTB thì con VOS ngày hôm nay tiếp tục lại là một cái phiên trần tím của nó. Uầy, phải nói là đánh cực hay, đánh cực gắt khi mà trong phiên chiều đang ngồi 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 nhìn qua phát thấy VOS nó tím ngắt. Tiếp tục lại là một cái phiên đánh cực kỳ là khét của VOS, có mua hay không? Rõ ràng không mua được. Vì sao? Hai phiên này tiền vào rất lớn. Bạn, hai cái phiên này đánh một phát RSI đi lên vùng quá mua luôn. Và tiếp đến, cổ phiếu này nó đang phải gặp ngay cái vùng đỉnh này của nó. Cái vùng đỉnh này trước đấy nó đã liên tục bị điều chỉnh. Đó, kháng cự này. Điều chỉnh này. Thì gặp cái vùng kháng cự mạnh như thế này, cổ phiếu nó sẽ có cái trạng thái là nó sẽ phải tích lũy để nó tạo một cái xung lực tăng. Tuy nhiên vì hai phiên này đánh khét thì khả năng ngày mai nó sẽ có một phát là nó sẽ kéo đi lên trên đây luôn. Vậy thì với cái trạng thái là nếu như mà nó kéo, nó bứt phá, nó vượt được cái vùng kháng cự này, nó bùng nổ đi lên, thì nếu như anh chị có hàng, anh chị tiếp tục cầm hoặc là có thể chốt lời một phần ra. Còn đối với những anh chị chưa có hàng thì anh chị không nên đua trong cái cây ngày hôm mai của nó, vì đua trong cái cây ngày mai của nó là đua trong cái cây rủi ro. Chúng ta sẽ đi lên một tí nữa thì nó sẽ có những cái nhịp chỉnh trong ngắn hạn của nó. Vậy thì đua xong rồi gặp chúng cái nhịp chỉnh mà nó về, nó cắm đầu về lại vùng giá vốn, về âm luôn tiền vốn của mình thì nó hơi không đáng, nên là không có khuyến nghị mọi người tham gia vào VOS. Và xét thêm về một cái trạng thái nữa, lý do vì sao không mua,
xét từ cái vùng bùng nổ giá của nó đến ngày hôm nay nó đang tăng 28%, gần 30%. Một cổ phiếu trong 9 phiên giao dịch tăng một phát gần 28%, gần 29% như thế này là đưa cổ phiếu vào vùng quá mua rồi. Nó đánh rất là kích thích, nó đánh rất là kiểu cổ phiếu này ngon này, nhảy vào mua đi. Và anh chị nhảy vào mua thì anh chị rất dễ để ăn bô của ăn bô của cổ phiếu này nha. Nên là thôi, có hàng thì giữ, không có hàng thì đứng ngoài cọc. THC ngày hôm nay đánh cũng khá là hay. THC ngày hôm nay dòng tiền thanh khoản đâu đó gấp 4 lần trung bình 20 phiên. Thêm một cái cây nhang cực kỳ là mệt mỏi. Tăng 2,08% trong phiên bùng nổ đi lên mức giá cao nhất là mức giá 82. Vậy thì hiện tại á, VHC nên mua hay không? VHC hiện tại thì có thể cân nhắc nếu như nó xác nhận break thành công cái mức giá là 81 ở phía trên đây, có thể đặt cược vào, rủi ro sẽ có rủi ro. Tuy nhiên có thể đặt cược vào nó, mua một phần tỷ trọng bé để xem yếu tố vận động của nó như thế nào. Còn nếu mà xác nhận là vượt một cách chắc chắn, vượt luôn 81 thì thoải mái full hàng với VHC luôn. Và xét trong cái xu hướng ngắn hạn của nó thì cổ phiếu này đang trong một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn. Đó, thì nhìn chung VHC có hàng thì giữ, không có hàng thì xác nhận break 81 thì chúng ta mua. Vậy thì với cái yếu tố hiện tại, nếu như cổ phiếu này nó mất giá thì sao? Nó bị giảm điểm thì sao? Nếu như cổ phiếu này nó xác nhận là nó mất đi cái vùng giá là 76 ở phía dưới đây thì chúng ta phải cắt lỗ dứt khoát nó đi nha. Đó là về cổ phiếu VHC. Sau VHC thì đi thêm về con GMD. GMD hiện tại lại là một cổ phiếu khá là ok khi mà ngày hôm nay nó đang giảm 0,71%, đóng cửa mức giá là 84.3, giảm điểm nhưng ok. Vì sao? Vì nó đang trong một cái trạng thái là nó xây một cái nền giá sau khi mà nó vượt cái vùng đỉnh cũ của nó này. Đây, đây là vùng kháng cự. Cái phiên giao dịch ngày hôm 26 tháng 4 là một cái phiên giao dịch bùng nổ vượt kháng cự đi lên, và giai đoạn này cổ phiếu nó đang xây một cái nền giá để nó có thể tiếp tục cho một cái đà tăng tiếp của cổ phiếu. Vậy thì hiện tại đối với những anh chị nào đang có hàng con GMD, anh chị có thể tiếp tục cầm. Và đối với những anh chị nào mà anh chị chưa có hàng GMD, anh chị cần phải kiên nhẫn với nó, anh chị chờ nó xác nhận là phá vỡ cái hộp đa bát này, nó bùng nổ đi lên, lúc đó chúng ta mới có thể là tham gia vô nó được. Còn hiện tại thì thôi, đứng ngoài nhìn nha. Rồi, vậy thì trong thời gian tới cổ phiếu nào nó sẽ còn tiếp tục tăng giá? Thời gian tới khả năng cổ phiếu sẽ còn tiếp tục tăng giá, có thể là con Hoppát sẽ còn tiếp tục tăng này. Tuy nhiên nó sẽ có những cái nhịp chỉnh trong ngắn hạn của nó. Tuy nhiên nhìn về cái câu chuyện tăng giá của nó thì cổ phiếu này khả năng nó sẽ còn tiếp tục bùng đi lên quanh quanh cái vùng 34 đến 35 phía trên đây. Và chúng ta sẽ mua khi nào? Chúng ta sẽ mua khi mà nó xác nhận là vượt được cái vùng kháng cự này của nó đi lên. Đây. Đó. Khi nào mà nó xác nhận là vượt được cái vùng kháng cự trên đây của nó thì lúc đó chúng ta có thể nhảy vào mua HPG. Còn hiện tại HPG ngày hôm nay chúng ta thấy đang giảm 0,81%, đóng cửa mức giá 34.45, và cái vùng đóng cửa ngày hôm nay chính là cái vùng đóng cửa ngay vùng dưới kháng cự luôn. Vậy thì cổ phiếu này nó sẽ có những cái trạng thái vận động, đó là nó sẽ xây một cái nền giá dưới cản này để nó tạo xung lực, nó vượt nền đi lên. Thì khi mà cổ phiếu này nó xác nhận break thành công với mức giá là 31.4 thì anh chị em chưa có hàng HPG có thể nhảy vào mua. Hoặc là giai đoạn này nếu mà anh chị đang kỳ vọng vào cổ phiếu HPG thì cũng có thể lấy trước vị thế một phần, đâu đó khoảng cỡ 30 đến 50% hàng cổ phiếu HPG sẽ còn tăng. Vì đây, xét về những cái phiên tăng trước đấy của nó, khi mà thị trường nó rất mệt mỏi, thị trường nó rất là thanh khoản rất là bé thì cổ phiếu này nó có dòng tiền tham gia, thì đó là yếu tố vận động tốt của cổ phiếu. Rồi, đó là về câu chuyện HPG tăng. GMD thì như lúc nãy đã nói sẽ có khả năng tiếp tục tăng tiếp. VTB cũng có khả năng tăng tiếp này. Rồi, cũng phân tích hết về VTB rồi. FPT thì nói đi nói lại nhiều cũng không hay. Nói đi nói lại nhiều thì cũng thể hiện cho trạng thái là cổ phiếu này nó vẫn sẽ tiếp tục tăng thôi. Cổ phiếu này có hàng thì chúng ta có thể tiếp tục giữ. Còn đối với những anh chị nào chưa có hàng thì anh chị cần phải chờ nó thêm vài phiên nữa. Nó sẽ có một cái nhịp rũ trong ngắn hạn của nó, rũ để đưa RSI của nó về dưới vùng 70. Thì khi mà RSI đi dưới vùng 70 thì nó sẽ tiếp tục bùng nổ, nó tăng tiếp lên phía trên. Target hiện tại của FPT trong ngắn hạn sẽ đi lên cái vùng 138 đến 140 ở phía trên đây. Và target tiếp theo của nó sẽ trên vùng 150 nha. Đó là về FPT. SRT cũng khả năng vẫn sẽ còn tiếp tục tăng. Đây, ngày hôm nay thì đang đóng cửa ngay dưới Fibo luôn. ECB cũng sẽ còn tiếp tục tăng này. Rồi, thì nhìn chung thị trường khoai, rất khoai. Muốn đi vốn, muốn mua mấy cổ phiếu thì chúng ta cần phải thận trọng, nên đầu tư vào những cái cổ phiếu nó có những cái dòng tiền riêng nó dẫn dắt.
có những cái dòng tiền nó bảo trợ cổ phiếu thì chúng ta mới có thể tham gia, chứ không thể nào mà cứ thấy thị trường tăng, thấy thị trường xanh 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 nó bắt đầu nhảy vào mua cổ phiếu không có tính toán cái gì hết được. Trạng thái đấy là trạng thái cực kỳ là rủi ro nha. Thì cảm ơn anh chị đã đón xem cái bản tin tối ngày hôm nay của em Tú Anh. Thì chúc anh chị có được những cái lợi nhuận tốt nhất trên thị trường này. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở những cái bản tin sau hoặc là trong những cái phiên livestream để mà em Tú Anh có thể là cùng với mọi người đi qua phân tích thị trường cũng như là cập nhật những cái điểm mua bán phù hợp với cái sở thích đầu tư của anh chị nha. Các bạn mọi người.